Nếu như Mộc Châu có hoa cải, Hà Giang có tam giác mạch thì Quảng Ninh có hoa sở. Và năm nay thì địa phương này sắp tổ chức lễ hội hoa sở lần đầu tiên tại huyện Bình Liêu, nơi mà được nhiều người ví như là một Sapa của tỉnh Quảng Ninh vào ngày 28 tháng 11 tới. Du khách tham dự không chỉ được ngắm hoa sở nở trắng trên các triền đồi nở rộ vào dịp đầu đông mà còn được chiêm ngưỡng cảnh quan thiên nhiên nơi biên cương và trải nghiệm không gian văn hóa đa sắc màu của các dân tộc trên địa bàn huyện Bình Liêu cách Hạ Long 100 km là điểm thu hút du khách vì ở đây cũng có ruộng bậc thang, có các lễ hội văn hóa, có đồng bào giao, tày với các phong tục độc đáo sinh sống. Đặc biệt du lịch Bình Liêu còn nguyên sơ và nhiều nơi có cảnh đẹp núi non hùng vĩ theo thông tin từ ban tổ chức lễ hội hoa sở sẽ có trưng bày trang phục truyền thống các màn múa hát của đồng bào dân tộc hay tham dự các trò chơi dân gian thi đấu thể thao dân tộc như ném còn giã gạo đẩy gậy bắn nỏ thưởng thức hương vị các món ăn độc đáo vào đúng dịp cơm mới là bánh cốc mò hay là xôi ngũ sắc